Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến cho anh em một cái bài đánh giá giữa hai cái sản phẩm rất là mới trong cái phân khúc tầm trung. Ở phía bên tay phải là chiếc điện thoại Realme 6 đến từ nhà Realme. Phía bên tay phải là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M21 đến từ nhà Samsung. Cả hai cái sản phẩm này thì đều đang ở cái mức giá là khoảng 5.500.000 đồng. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái bài đánh giá tổng quan để cho các bạn xem là các bạn sẽ thích cái sản phẩm nào hơn trong cái phân khúc tầm trung nhé. Đầu tiên mình muốn so sánh về cái phần thiết kế của hai chiếc máy. Khi mà đặt hai cái chiếc máy cạnh nhau ấy thì rõ ràng là chiếc Realme 6 đang chiếm một cái phần lợi thế không hề nhỏ, với một cái thiết kế mặt lưng trông có vẻ là đắt tiền hơn khá nhiều so với cả chiếc M21. Các bạn có thể thấy được rằng là cái đường ánh sáng ở đây này thì nhìn nó khá là nổi bật so với cả cái mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy M21. Về thiết kế cụm camera thì chiếc M21 có một cái ngôn ngữ thiết kế khá giống cái dòng Samsung Galaxy S. Trong khi đó thì chiếc Realme có một cái thiết kế camera lồi lên so với cả cái mặt lưng, lồi lên cũng khá. Vì vậy mà hãng đã trang bị cho các bạn cái ốp lưng đi kèm để các bạn có thể bảo vệ cái mặt kính cũng như là cái cụm camera lồi lên này. Về cái phần thiết kế cạnh bên thì chiếc Realme cũng có phần xuất sắc hơn bởi một cái phần kim loại bo cong cho cái cảm giác cầm nắm chắc chắn và vuông vức. Trong khi đó thì chiếc Galaxy M21 thì là một cái phần tấm nhựa được bo cong từ mặt lưng cho đến phần màn hình đằng trước. Vì vậy mà nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác mà tròn chỉnh và nguyên khối. Ở trên cái phần rìa của chiếc Realme 6 thì chúng ta cũng có một cái cảm biến vân tay ở ngay bên tay phải này thôi. Trong khi đó thì phần mở khóa vân tay của chiếc Galaxy M21 thì nằm ở phía sau lưng. Đó, các cái vị trí khác nhau thì tùy sở thích của các bạn. Về cái tốc độ mở khóa màn hình ấy thì chiếc Realme 6 có phần nhạy hơn, không biết là do cảm ứng hay là do cái tốc độ bật sáng màn hình. Đó, bây giờ mình sẽ thử qua một vài lần để các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, cũng chênh lệch nhau không đến 1 giây nhưng mà cũng có phần nhịp hơn từ chiếc Realme 6. Đến với cái phần so sánh màn hình cũng như là thiết kế mặt trước thì thực sự hai chiếc máy nó rất là giống nhau. Các bạn có thể thấy được rằng là với cái sự hiển thị này thì trông nó rất là giống nhau, trừ cái phần camera selfie. Chúng ta có một cái viền cạnh bên cũng như là viền trên rất là mỏng và cùng với đó là một cái viền dưới có phần dày hơn. Cái tấm nền Super AMOLED của chiếc Samsung Galaxy M21 thì nó cho cái khả năng hiển thị tốt hơn là tấm nền LCD từ phía Realme 6. Nó cũng cho một cái màu sắc nổi bật hơn vì cái tấm nền Super AMOLED và là cái đặc trưng của Samsung. Nói như vậy nhưng không có nghĩa là màn hình của chiếc Realme 6 thì có phần kém cạnh. Ở trong cái phân khúc tầm trung này ấy, thì cái màn hình của chiếc Realme 6 là màn hình duy nhất sở hữu cái tốc độ quét lên tới là 90Hz. Nó cho một cái thao tác này, chạm vuốt này, chuyển cảnh này cực kỳ mượt mà và có lẽ là độc nhất ở trong cái phân khúc tầm trung. Vậy thì các bạn chọn là hiển thị đẹp của M21 qua tấm nền Super AMOLED hay là chọn cái thao tác mượt mà đến từ 90Hz của Realme 6 thì hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Tiếp đến là so sánh về phần camera của hai máy thì chiếc Realme 6 có phần nghịch hơn. Đầu tiên thì mình sẽ mail qua một chút về phần thông số. Chiếc Realme 6 thì sở hữu camera chính với độ phân giải là 64MP và khẩu độ là f1.8. Trong khi đó thì chiếc M21 có độ phân giải chỉ khoảng là 48MP và f2.0. Vì vậy mà chiếc Realme 6 thì cho cái chi tiết nhiều hơn và cho ánh sáng tốt hơn. Bên cạnh đó thì ngoài camera góc rộng này và camera đo chiều sâu như nhau thì chiếc Realme 6 còn có thêm camera macro có độ phân giải là 2MP thì cũng là một cái điểm cộng lớn hơn so với chiếc Samsung Galaxy M21. Về camera selfie thì lần này chiếc M21 phần nào đã nhỉnh hơn với cái độ phân giải lên tới là 20MP. Trong khi đó thì chiếc Realme 6 chỉ có độ phân giải là 16MP cũng không thua kém quá nhiều. Cả hai chiếc máy thì đều cho cái khả năng quay phim là 4K 30 frame. Và cuối cùng thì mình muốn so sánh đến một cái phần mà cả hai chiếc máy đều rất là mạnh, đó là về phần pin và khả năng sạc của nó. Ở chiếc Realme 6 thì chúng ta có một cái viên pin khá là lớn 4300mAh. Trong khi đó thì chiếc Samsung Galaxy M21 nó không còn là lớn nữa rồi mà nó rất là lớn với viên pin là 6000mAh, hơn là gấp rưỡi chiếc Realme 6. Đổi lại thì chiếc Realme 6 lại có một cái khả năng sạc nhanh lên tới là 30W. Theo như là hãng công bố thì nó sẽ sạc đầy 100% trong khoảng tầm 55 cho đến là 1 tiếng đồng hồ. Còn cái chiếc Samsung Galaxy M21 thì có sạc nhanh nhưng mà nó chỉ rơi vào khoảng 15W thôi, cho nên là để cái sạc đầy viên pin 6000mAh thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. Vậy thì anh em đánh giá xem là anh em thích viên pin và sạc của máy nào hơn.
6000mAh cực lớn của M21 hay sạc cực nhanh của Realme 6. So sánh về phần hiệu năng thì lần này chúng ta đã có một cái sự khác biệt kha khá. Ở chiếc Realme 6 thì chúng ta có con chip là Helio G90T cộng với đó là RAM 4GB. Trong khi đó thì chiếc M21 sở hữu con chip cây nhà lá vườn của Samsung là Exynos 9611 và cũng là RAM 4GB. Khi mà đo bằng Geekbench thì chúng ta có một cái điểm lợi thế hơn nhiều về chiếc Realme 6 với 542 điểm single core và 1688 cho multi core thì cũng hơn khoảng gấp rưỡi so với là chiếc M21 vốn là một cái chiếc điện thoại không được đánh giá cao về hiệu năng trong cái phân khúc này. Khi mà so sánh 3D Max ấy, thì chiếc M21 nằm dưới cái trung bình của một chiếc điện thoại smartphone. Trong khi đó thì chiếc Realme 6 lại có một cái điểm khá là thuyết phục cho cái phân khúc tầm trung này. Vậy thì cái phần hiệu năng chiếc Realme 6 ăn đứt chiếc M21. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý rằng là con chip Helio G90T ấy, thì rất là nổi tiếng với việc là chơi game nhiều này, sử dụng quá lâu thì sẽ gây nóng và khi đó thì sẽ giảm hiệu năng của việc sử dụng game. Vì vậy các bạn nên cân nhắc là để có một cái trải nghiệm lâu dài này, một cái trải nghiệm ổn định ấy, thì chiếc M21 cũng nên tham khảo. Còn nếu mà đánh giá về phần hiệu năng ấy, thì mình vẫn phải cho điểm chiếc Realme 6 rất là cao. Vừa rồi là một cái bài so sánh của Hoàng Hà Channel về hai cái sản phẩm rất là hot trong cái phân khúc tầm trung. Đó chính là chiếc Realme 6 đến từ nhà Realme và M21 đến từ nhà Samsung. Anh em đánh giá xem là trong hai cái dòng sản phẩm này thì anh em thích sản phẩm của hãng nào hơn. Anh em thích viên pin cực lớn của M21 cộng với cái tấm nền Super AMOLED hay là thích một chiếc máy có camera tốt của Realme 6 cộng với đó là một cái hiệu năng ổn trong phân khúc thì hãy cùng comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Cuối cùng thì hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube của Hoàng Hà Channel bởi vì bọn mình sẽ có các cái bài so sánh về các cái chiếc điện thoại trong cùng phân khúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel.